Chị Vân ơi, xin chào các em. Hôm nay chúng ta học một bài hát rất là dễ thương. Đó chính là bài Rửa mặt như mèo. Nhà em nào có nuôi mèo thì cho chị Vân Ngư biết nha. Chị Vân Ngư rất thích mèo nhưng mà chưa bao giờ nuôi mèo. Thì chúng ta sẽ hát bài này nha. Mèo 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 sẽ bị sưng lên và sẽ bị đau giống như con mèo vậy đó. Đau mắt rồi khóc mèo mèo, đau mắt rồi khóc mèo mèo. Và các em hát cả hai câu chung với nhau luôn nha. Căng mặt đau mà ngồi liêm mèo, đau mắt là chúng ta đã xong được bài hát Rửa mặt như mèo rồi. Rồi giờ chúng ta sẽ hát lại hoàn chỉnh nguyên một bài nha. Mèo 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 mặt như mèo, sâu sâu lắm chẳng được mẹ yêu. Thân mặt đau mà ngồi liêm mèo, đau mắt rồi lại khóc mèo. Rồi, bây giờ mình sẽ hát nguyên một bài hoàn chỉnh trên nền nhạc của ukulele chị sẽ đàn. Và mình sẽ hát hai lần bài, rồi chị sẽ đàn một khúc dạo, rồi mình lại hát hai lần bài, sau đó lặp lại chữ đau mắt rồi lại khóc mèo mèo. Cái chữ mèo mèo cuối cùng mình đọc cho dễ thương nha. Đau mắt rồi lại khóc mèo mèo. Các em nhớ đọc như vậy nha. Còn bây giờ chị Ngư đàn đây. Mèo 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 mặt như mèo, sâu sâu lắm chẳng được mẹ yêu. Thân mặt đau mà ngồi liêm mèo, đau mắt rồi lại khóc mèo mèo. Mèo 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 mặt như mèo, sâu sâu lắm chẳng được mẹ yêu. Thân mặt
em hãy nhớ học thuộc bài này. Và tuần sau chị Bằng Ngư sẽ dạy các em hát bài khác nha. Và các em đừng quên đăng ký nút ở dưới và cho chị một like. Và ngoài chương trình dạy hát này, trước đó chị Ngư cũng đã có rất là nhiều cái bài hát khác mà cũng rất là hay. Chị biểu diễn ở sân khấu nè, rồi những cái trò chơi chẳng như là mở trứng bất ngờ nè, rồi slam nè, giải cứu chiến cánh cục. Rồi chị Ngư chọn một trò chơi rất là thú vị, đó chính là để cái máy ở đây, để cái bàn tay ở đây, mình xịt cái kem lên á, mình xoay cái vòng, nếu mà mình hơn thì cái đó không ập vào mình, mặt mình. Còn nếu mình lần trước chị xoay cái nó đập vào mặt chị luôn đó, thì nó cũng rất là vui. Trò chơi đó được gọi là kem đập mặt. Rồi cái đó hình như là cream face các bạn. Mình và chị Victoria chơi cái trò chơi đó cũng rất là vui luôn. Ngoài những chương trình này ra, các em hãy nhớ theo dõi những chương trình tiếp theo để xem được nhiều kênh thiếu nhi mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em.